Động vật có vú, những chú chuột và rơi bé xíu đến những chú voi to lớn hay thậm chí loài cá voi xanh khổng lồ đều đang cùng chú ngụ trên ngôi nhà trái đất với chúng ta. Những loài động vật có vú thật phong phú và đa dạng phải không nào? Vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu xem chúng ăn gì, chúng sống ở đâu hay chúng to lớn ra sao nhỉ? Cuốn bách khoa thiếu nhi thú vị này sẽ trả lời những câu hỏi đó của bạn đấy.